Liên quân Mỹ bất ngờ đánh quân Syria tại Lớyser, 40 người thiệt mạng. Thưa quý vị và các bạn, đặc có 40 lính Syria đã thiệt mạng tại tỉnh Sơ sau một trận không kích bất ngờ của liên quân chống khủng bố quốc tế do Mỹ dẫn đầu. Các nguồn tin từ chiến trường ngày hôm qua, ngày 13 tháng 7 cho biết có nhất 40 người lính thuộc lực lượng trung thành với tổng thống Syria Bashar assad đã thiệt mạng khi các chiến đấu cơ của liên quân Mỹ tiến hành đánh bom dữ dội nhằm vào vị trí của quân chính phủ Syria ở Lớyser. Những nguồn tin cũng cho biết, trước đó cùng ngày, chiến đấu cơ của Liên quân Mỹ đã tấn công vào các cơ sở quân sự của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo cực đoan tự xưng AS tại thị trấn Hasin của thành phố Abu Khaman thuộc tỉnh Đệ Sơ. Nguồn tin cho biết thêm, sau khi 40 binh sĩ thiệt mạng, những người lính còn lại đã rời khỏi các vị trí bị tấn công nêu trên